Rồi, kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hai ngày nay em xử lý được ba gốc mai nè anh em. Em cây này nó mục tới đây luôn. Mấy cây này nè, em xử lý mấy cây mai mà khô tại cái vườn này nè anh em. Anh em nhớ không? Ở đây còn được sống mấy cây này. Mấy cây này hồi xử lý phá cái bầu đất ra luôn anh em. Thì nè, mấy cây khô em xử lý được 4 cây rồi anh em, 5 cây rồi. Đây, mà thấy cái da nó cũng còn tươi tươi. Nên em xử lý rồi em trồng lại em chùm bọc nè anh em. Nếu mà mấy cây này mà nó chịu nước thuốc của em á thì bảo đảm anh em mà chừng 2 tháng à chùm bọc lại vậy nè, nó cho nó tươi vậy nè anh em. Là nó sẽ nhú mầm thôi anh em. Là mấy cây này nó si nặng quá anh em. Đó thì em xử lý cái tiến độ và 7 cái gốc mà 13 gốc mai mà tại quận Bình Tân nè. Em xử lý nè anh em. Chùm bọc hôm nay cái da nó muốn tươi tươi lại nè anh em. Cái này xử lý em hôm qua. Mà anh em nè, nếu anh em cứu mai mà chùm cái bọc mà đêm tới sáng mà nó có mồ hôi như vậy nè anh em, là cái mai này chứng tỏ nó cũng ngon lắm đó anh em. Nó có đường phát triển lại đó anh em. Tại anh em chùm bọc như vậy, cái trong đây cái da nó tươi. Nó tươi lại thì chờ nó đụng rễ thôi. Đụng rễ nó đụng nhựa thì cây mai nó sẽ đâm tược cho anh em. Rồi còn cho em xử lý hết 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây còn 3 cây nữa anh em. Đây nè. Cái cây nước thân này giờ em đang ngâm nước thuốc nè anh em. Em xử lý em rửa sạch sẽ em ngâm nước thuốc nè. Nó anh em mà lấy cái máy xịt rửa xe rửa sạch sẽ ha. Cái này bộ rễ nó cũng còn đỏ đỏ anh em. Nên cũng gán cứu nó. Còn mấy cái này thì bây giờ mình hồi lấy keo Mỹ Tiến á mình chét vô. Tại mà nó nứt có một bên nè. Chứ còn cây này nếu mà cắt bỏ bỏ hết luôn anh em. Nhưng mà ở trên đây nó cái da nó còn xanh xanh nè. Còn tươi tươi ái ái á, anh em. Để mình giật nó lại coi nè. Nó còn xanh nè anh em. Mấy cái cành của nó đó. Nó phải anh em mà có những cái mai xì anh em xử lý. Xử lý như vậy nè. Em nhổ lên nè. Nè anh em thấy cái mấy cây này thấy ớn không? Đây nè, mấy cây này nó bị lửa già hết trơn rồi anh em. Cái này do chủ nhà để nắng nó táp nè, không có chùm bọc rồi nó lửa già hết trơn anh em. Ở dưới rễ nó lên rực được nè, cây này nè. Bây giờ cây này cũng xử lý lại thôi. Rồi cái nào tới mí tươi thì cứ mình xử lý, rồi mình lấy cái máy xịt rửa xe xịt như vậy nè anh em. Em xịt trên bên rồi nè. Xịt xong á anh em mà nhổ cái mai sững, cái mai si á em chỉ anh em á, thì anh em nhổ ra, anh em lấy cái máy xịt rửa xe này nè, anh em xịt rửa cho nó chốc sạch sẽ này ha, nó cho nó sạch sẽ chốc luôn cái màu theo dĩa ngoài này nè, nó chưa nè, anh em phải xịt chốc lên màu đỏ như vậy nè, coi như cái lớp này cái lớp rễ của nó nè, anh em thấy không, anh em phải xịt chốc ra nó lộ cái màu đỏ như vậy nè, anh em ngâm nước thuốc của em á vô nó mới thấm ha, rồi anh em tưới mưa mốt anh em tưới nước thuốc cho nó cũng thấm vô da liền nữa, còn anh em mà không xịt cái này cho nó chốc ra nó sạch ra. Nè anh em thấy quạo không nè, nó ái nè anh em thấy không. Thì á, cái nước thuốc nó không có thấm vô mà cái để vô liền để cho cái mai mình nó đụng nhựa anh em. Thì cái anh em phải hiểu nha. Phải làm là phải chịu cực, nhổ ra rồi xịt. Còn không có máy xịt rửa xe thì đem ra cái tiệm sửa xe. Nó rửa chiếc xe ông đa, thí dụ 30 ngàn thôi. Giờ ông xịt giùm tôi cái bộ rễ đi. Rồi tôi vẫn trả ông 30. Để cho nó sạch sẽ rằng anh em mới cứu cái mai sống lại. Để anh em mua thuốc mắc tốn tiền mà anh em làm không đúng là nó không có sống. Rửa sạch sẽ như vậy là anh em để khô. Để khô rồi anh em cắt rễ cho anh em đem ngâm ha. Ở đây còn hai cây này nữa là hoàn tất xong 8 cây đó anh em. Em đang ngâm nước thuốc cây đó. Còn cái cây này em ngâm một đêm mà hôm rồi nay vớt ra nè. Cái rễ nó đang thụt lùi luôn anh em nè. Thấy cây mai vậy không? Mà nó còn tươi được cái nhánh này. Với nhánh này lên tược nè. Nó anh em thấy em xử lý không? Rửa sạch sẽ như hồi nãy rồi đó. Cái cắt rễ, cắt rễ cho nên là tiện đầu rễ tới mí tươi hết đó, đầu ngâm nè, ngâm lên nó đang thù lùi, nước thuốc que mà anh em ngâm một đêm là cái cây mai nó đen như vậy nè. Rồi đó là giờ cái này em để khô ha, rồi sáng anh em vớt ra, vớt ra cái anh em để vậy đi cho nó khô, cái anh em con mỗi đầu rễ vô vậy nè, vuông phân phân lại cho em đang trả lại cái mạch tươi ha, trả lại mạch nhựa tươi, chứ anh em ngâm nước thuốc rồi nó bị chai cái đầu. Anh em không tè nó không có đụng nhựa cái rễ ra đâu. Rồi anh em đem đi trồng.
trồng mà bây giờ em làm cái cách này nó hay hơn nữa. Cái nước thuốc anh em ngâm á, như cái nước thuốc này nè, nước thuốc mà em bỏ thuốc cho anh ngâm cây mai này nè, rồi khi anh em vô chất trồng khô, anh em chịu cực anh em nhét cho nó dễ giặt đi, rồi lấy cái nước thuốc này tưới vô luôn. Cái nước thuốc này nè anh em bỏ cái gói thuốc nấm vô, cái anh em quậy đều lại, anh em lượng bao nhiêu lít nước thì cứ lượng gói thuốc nấm đó, rồi anh em tưới vô cái chất trồng luôn, không cần tưới nước lạnh mà tưới vô cái chất trồng, anh em chùm bọc lại luôn anh em, cho cây mai của mình nó ngậm nước thuốc cái trồng đặng cho cây mau mau đâm tược. Anh em cũng có chỉ nhiều anh em mấy anh em đó lấy nước thuốc tưới luôn thì có từng một là nó đâm tược, anh em từng 10 ngày là nó nhú mầm ra liền anh em. Anh em nhớ cố gắng làm vậy để cứu mai xì á, cho mình phải rửa rễ cho nó sạch sẽ xong rồi để khô lại. Em lên cái clip này tại có nhiều anh em nói cứu mai xì mà không thấy xử lý gì trơn nè, rồi lấy cái máy xịt rửa xe anh em rửa sạch sẽ như vậy xong để khô khô cái anh em coi cái đầu rễ, mấy cái đầu rễ này nè nó bị thúi nè, nó không ra rễ được nè. Anh em coi con tới mí tươi xong rồi các anh em để khô hả con nè, rửa sạch sẽ rồi để khô xong rồi mấy con tới mí tươi hết các anh em để vô cái chậu của mình đó, rồi anh em lượng nước vô xong rồi anh em lấy cái chai siêu kích rễ với cái chai siêu bung nụ á, hai cái chai đó cái chai siêu kích rễ thì anh em lượng 20 ml cho một lít nước, anh em cứ nhân lên, còn cái siêu bung nụ thì 1 ml cho một lít nước, không có bỏ gói thuốc nấm vô nha, là bỏ hai loại đó vô anh em quậy đều ra rồi anh em ngâm, thì ngâm khoảng mấy bây giờ ngâm khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi anh em, 3-4 tiếng đồng hồ là được rồi ha, đừng ngâm một đêm, ngâm một đêm cái rễ mai nó đen quá, 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Cây rễ to như vậy nè là anh em ngâm cỡ 4 tiếng anh em vớt ra được rồi ha. Rồi anh em vớt ra cái để khô lại, để cho cái rễ mai mà nó khô lại như cái cây nãy mới quay đó, khô rồi xong anh em tiện cái đầu rễ cũng như vớt ra như vậy nè. Cái này em còn rễ rồi tới mấy tươi em ngâm nước thuốc ha. Rồi cái gì giờ để ra như vậy nó khô lại nè, nó đang khô nè anh em. Anh em vớt cao để chừng 15 20 phút sau là nó khô à. Rồi anh em con cái đầu rễ này tới mí tươi lại cho em. Ha. Tới mí tươi lại rồi cái anh em đem đi trồng. Trồng thì vô sơ dừa chấu sống tỷ lệ 73 thôi, đừng có vô cát nha. Vô cát là cái rễ mai nó bị đen thù lùi à anh em. Trồng chỉ sơ dừa với chấu sống thôi, tỷ lệ 73. Rồi anh em kiếm cái chậu cho nó vừa cái rễ này nè. Ha. Anh em trồng để vừa để nửa chậu là nó rụng cái rễ đó, rồi anh em vô chất trồng anh em trồng, rồi anh em lấy bỏ cái đó, anh em mới lấy cái gói thuốc nấm alpha con của em á, anh em mới bỏ vô cái nước mà anh em ngâm nước thuốc á, anh em quậy đều lên rồi anh em tưới từ trên thân tưới xuống cho em, rồi anh em lấy cái bao cao su ha, nó tưới từ trên thân tưới xuống tưới ướt đẫm cho cái chất trồng mình nó ướt đều luôn nghe anh em, cho nó dễ giặt. Rồi anh em lấy cái cao su anh em chùm bít lại như vậy cho em nè. Gán anh em gán tìm mua cái bọc cao su bự bự á, nè chùm được luôn cái chậu nè anh em thấy không? Nó chùm bít lại như vậy. Rồi anh em lấy gạch anh em dằn dằn vòng cái thành chậu này nè, nó lên mồ hôi nè anh em thấy không? Nè, anh em thấy đây em lấy gạch em dằn lại hết chân không? Đó, đặng cho nó giữ mồ hôi, cây mai mình nó lên mồ hôi đặng nó giữ cái da nó tươi. Nó tươi đó, đặng nó chờ cái rễ mình ở dưới đùn nhựa thì cái da cái tươi nó mềm á, thì đùn nhựa thì ở trên cây mai mình nó sẽ đùn nhựa sẽ nó lên tược xanh. Còn anh em không có chùm bọc kín như vậy nè là cái da mai mình bị khô, thì nếu khi cái rễ dưới nó đùn nhựa nó đẩy cái tược lên ở này khô lấy gì nó nhảy mầm ra, nên anh em phải chùm cái bọc như vậy đặng cho nó mềm cái da, đặng mà trong cái thời gian nó chờ nó đùn nhựa là nó sẽ nhảy mầm lên nha anh em. Đó là cứu mai xì, tại sao em cứu cây nào sống cây nấy là cái chỗ đó đó. Bữa nay em chia sẻ lại cho anh em xem cái clip, chia sẻ để cách làm như vậy là em chia sẻ rất nhiều rồi, mà có nhiều anh em nhiều khi mới vô coi cái không thấy không biết á, hỏi lại, nên bữa nay mới quay lại em chia sẻ lại cho anh em. Nó gọi anh em cứ chùm bọc lại vậy đi, rồi một tuần lễ sau anh em dỡ cái bọc này ra, anh em tưới nước thuốc vô gốc, nếu mà nó nhú mầm nó đụn nhựa ha, nó đụng nhựa mà nó nhú mầm xanh xanh thì anh em lấy cái bọc này nè, anh em gom anh em buộc trong thân cho em, để ngoài cái chất trồng này cho nó thoáng khí đi, nhưng mà để là thoáng khí nhưng mà anh em tưới nước thuốc rồi anh em kiếm cái bao gì hay gì á, anh em đẩy lên cái chất trồng, tốt nhất là những anh em nào mà có cây mai nhỏ khiêng nổi á thì đem, tốt nhất là đem vô nhà mát luôn,
đem vô nhà tôn luôn, đừng cho nước mưa, đừng cho nước lạnh gì, nó vô hết cho em, tới từng là tưới nước thuốc thôi. Rồi á, xong nếu để trong nhà thì anh em dỡ cái bọ, buộc cái bọc này vô cái thân rồi bỏ cái chậu cho nó trống luôn đi. Còn như mà anh em nào mà cây mai hoành lớn quá thì cứ để ở ngoài trời như vậy ha. Thì anh em buộc vô đây, nếu mà anh em buộc cái bọc vô trong đây, còn chừa cái chậu cho trống á, thì anh em nếu mà anh em dỡ ra thì dỡ, nhưng mà trời mưa là anh em phải đậy lại đậy cái chất trồng lại cho em nha, là bảo đảm cây mai của anh em mau phục hồi vào, nó mau sống lắm, nó khỏe lắm. Chứ còn như mà anh em mà dỡ cái bọc ra, anh em buộc cái bọc vô đây mà anh em bỏ cái chậu luôn, nước mưa nó vô là nó đang đụng nhựa, bị nước mưa vô là nó sẽ bị khựng lại, là nó đứng đó luôn đó nghe anh em. Phải sai lầm những anh em mới tập chơi ở chỗ đó đó, thấy nhú mầm được rồi. Rồi thêm một cái nữa em chia sẻ thêm cái nữa, khi nó nhú mầm anh em buộc ra, còn nó đang ra thực non á, nếu mà có anh em nào nôn quá dở cây mai ra, thì nếu mà dở ra mà trong vòng 2-3 ngày mà cái tược mai, cái đọt mai nó vẫn còn quéo hoài, anh em làm ơn lấy cái bọc lại, lấy cái bọc chùm lại cho em rồi buộc xe vô sát cái gốc cho em ha, sát vô cái thân cây lại, bảo đảm anh em một tuần lễ sau hoặc 10 ngày sau, một tuần lễ sau là cây mai nó tự đứng tuột lại, nó lên từ từ lại rồi đó. Anh em tháo bọc cũng phải từ từ, 3-4 ngày mình xả bọc ra, hí từ từ xả 3-4 ngày đi cho nó quen cái không khí ở ngoài, rồi ngày chiều mà giấc chiều anh em mới xả bọc, rồi tới ngày thứ năm là anh em dỡ ra luôn. Còn anh em phun nước lạnh lên dỡ ra luôn thì anh em đậy cái gốc này lại, lấy cái bịch này nè, đậy lại cái gốc trong cái chất trồng cho em, anh em phun nước lạnh trên cái thân cho em 3 ngày kiện, cứ ngày kia rảnh giờ nào anh em phun nước lạnh giờ đó trên cái đọt mai cho nó mát, đặng cho cái đọt mai mình đừng bị quéo ha, cho nó quen thời tiết luôn. Nó thì em chia sẻ rất là cặn kẽ đó, mà anh em cứu cây mai mà không sống nữa rồi thôi em cũng bó tay. Còn như em đã chia sẻ, em cứu rất nhiều cây thành công rồi, em mới lên clip để chia sẻ cho anh em mới tập chơi đặng cứu cây mai mình sống, đặng mà có cây mai để chơi anh em. Nói anh em làm y như cách làm của em đi, nếu mà nhú mầm đồ này nọ rồi. Còn như cái cây này nè, em nói anh em, nếu mà nó nhú mầm trong đây xanh xanh là em lấy cái cục gạch này nè ha, em dỡ ngay cái kẻ này nè, dỡ cái đầu bọc ở đây lên nè anh em ha, em kê cái cục gạch, nếu mà nó ra tuột chừng 2 lá thật rồi đó là em kê cái cục gạch này nè, cho nó hỏng cái bọc này lên nè anh em, cái cục gạch này nè anh em, dỡ cái bọc này lên, cái anh em lòn cục gạch ở dưới cho nó hỏng cái cục gạch này, đặng cho nó đầu nó lòn không luồn không khí vô đi, bỏ chừng 3-4 ngày sau. Cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ hai anh em luồn vô 2 cục gạch cho em, dỡ thêm cục này nữa. Ngày thứ ba anh em dỡ cho em thêm 2 cục nữa là luồn lên, là 3 ngày kiền, tới ngày thứ tư anh em dỡ gạch này ra hết luôn ha. Rồi đó anh em cứ xả cái bọc đi cho nó luồn không khí, cho nó bự thêm. Rồi tới ngày thứ tư đó, chiều ngày thứ tư, ngày thứ năm anh em dỡ bọc ra, rồi anh em đẩy vô chất chồng này lại, lấy cái bọc này đẩy với mặt chậu này lại, rồi anh em phun nước lạnh ở trên, phun nước lạnh ở trên mấy cái đầu nụ tược của mình nó ra đó. Ngày phun 3-4 cử, vậy là phun chừng 3 ngày kiền thôi. Rồi anh em ngưng, không cần phun nữa, bỏ thí nó đi. Rồi cứ chờ tới ngày định kỳ 7 ngày là anh em tưới nước thuốc một lần. Mà cấp đó là cái bộ rễ cây mai nó nằm ngoài mình, anh em nhớ vô cái chậu cây mai em chia sẻ rồi. Cái rễ nó vừa đụng cái chậu thì sau này anh em tưới nước thuốc từ nửa chậu đổ vô gốc thôi ha. Từ nửa chậu đổ vô gốc nha. Còn như ở ngoài sát thành chậu thì anh em bỏ đi, để cho cái rễ mình nó đang đùng nhựa nó ra rồi nó tự bò kiếm thức ăn nó ăn à. Còn anh em tưới nước thuốc sát gốc đại đi rồi cái tự nhiên là ở trong nó đẩy ra, nước thuốc nó ngấm nó đẩy ra từ từ ra đầu rễ cho mình, ở ngoài này nè nó ra rễ luôn. Thì đó là cây mai mình từ từ nó đụng nhựa nó ra, cái nó đang đụng nhựa ra nhựa trắng, cái nó ra rễ li ti rồi nó bắt xuống, rồi cây mai anh em đi khỏe luôn. Nó thì dưới anh em chơi mai em nói đừng có nôn nóng nhiều anh em, do tỷ khi nó ra được cái cơ đọt đó anh em dở ra nó khựng đó thì nó nằm đó nó không có đi tuột nữa đâu, thì anh em gán kiên nhẫn chờ đợi nó, kệ nó, để đại nó đi. Rồi khoảng 10 ngày sau ha, một tuần lễ sau
là tự 10 ngày sau cây mai nó chở mình, 10 ngày sau bắt đầu nó quen cái thời tiết lại, cái nó sẽ đẩy ra từ 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 từ, chứ anh em đừng có nôn nóng cái ga thấy nó đứng vậy, các anh em cứ đè đầu phun thuốc phân bón lá đồ này nọ. Còn mai của em cú là không, khi dở bọc ra rồi không có phun bọ chỉ, không có phun phân bón lá gì hết, 14 ngày sau mới có quậy bọ chỉ lõn lõn phun thôi. Còn phân bón lá anh em đừng phun, phun nó tuột non nó quéo cái đọt hết, nó cháy hết á. Nên tốt nhất là anh em nhớ kỹ, đừng có phun phân bón lá. Khi dở cái bịch ra rồi, cái tuột mai mà nó mới ra, đừng có ham phun phân bón lá gì hết á. Phân bọ chỉ cũng đừng có sợ gì hết á. Để 10 ngày sau đi, cho cái lá mình nó mẩn mẩn dài dài chút đi, rồi anh em quậy phân nửa liều lượng bọ chỉ. Và tí cái gói bọ chỉ nó kêu 1 ml cho 1 lít nước, thì anh em chỉ dùng 1 ml cho 2 lít nước rồi phun xương lên, phun lên cái đầu đọt cho con bọ chỉ nó đừng ăn, cho cái lá mình nó ra nó khỏe thôi. Còn phân bón lá toàn bộ phân tạo đọt gì anh em cứ để ngưng nó đi. Ủa nó mới ra nó yếu xìu à, nó mới cú mà anh em phun vô cái nó chịu không nổi, cái nó quéo đọt lại nó cháy luôn rồi, nó đen luôn á. Nên anh em nhớ lưu ý là dùm em, không khi dở cái mai ra rồi không được phun phân bón lá, không phun phân bọ chỉ. Mà sau 10 ngày sau anh em quậy bọ chỉ phần nửa liều lượng anh em phun thôi, không có xài phân bón lá, phân kích đọt gì hết. Để nó đi tự nhiên nó đi cho em. Rồi anh em cứ thương thì anh em đẩy cái chất trọng này lại, rồi thì sáng anh em phun nước lạnh trên cái đầu đọt cho em một cử, chiều phun cử cũng được nữa, phun trên đầu đọt thôi. Rồi đó, cái clip này bữa nay em chia sẻ với mấy anh em cách cứu mai si của em, em quay lại cái clip này để nhắc lại cho nhiều anh em mới vô sao á, hay hỏi sao cứu mai si mà không thấy làm nó, thì em làm thực tế cho anh em xem đó. Lấy máy xịt rửa xe, rửa rễ xong rồi ngâm nước thuốc, thì trong cái chai siêu kích rễ em có chỉ anh em rồi, 2 ml cho 1 lít nước, còn chai siêu bung nụ thì 1 ml cho 1 lít nước. Thì anh em cứ lường, anh em để cây mai vô cái chậu này trước đi ha, rồi coi bộ đế tới đâu rồi anh em lường nước vô, lường cho tí 20 lít nó mới ngập, 20 lít không ngập thì 30 lít nó ngập, ngập rồi cấp đó anh em hãy lường nước thuốc, chứ anh em đừng có chế nước vô rồi lường thuốc trước. Tại thuốc mình mua mắc tiền, lường thuốc trước, anh em để cây mai vô giả tỷ nó dư nhiều nước quá, nó ngập lút cho nó thân. Rồi tội nghiệp anh em bỏ tiền ra mua thuốc mà nó uổng, để thuốc đó để dành mình tưới mấy cử sao anh em. Nó thì bữa nay em chia sẻ cái clip này để cho anh em làm. Rồi nhớ mà coi cho tới, coi lui cho kỹ cái clip này là thực tế để em làm như vậy đó, cứu những cây mai si. Mai si đó anh em cũng thấy biết rồi, 7-8 gốc mai si ở ngoài này em quay cho anh em xem đó, anh em thấy không? Còn mấy cây này là bữa nay em thay chất trồng luôn cho khách nè. Nó đang ảnh bữa hôm anh thay giờ nó bị sượng nữa nè. Bây giờ kêu khóa bầu này ra thay chất trồng luôn nè. Nè cây này đang đi tược non nè anh em. Ha, đang nhóm vậy nè, gặp nè mà cây này một lát em phá bầu em xử lý lại luôn đó. Em không có sợ gì hết á anh em. Ăn thua mình xử lý lại, mình biết xử lý lại rồi. Thì xử lý lại anh em đừng có tiếc cái vàng tàn này, anh em bấm cái vàng cành này lại đi ha, bấm lại cái này đi rồi mới mốt nó ra nó đâm tự khác thôi. Tại mình thay chất trồng, ảnh tính năm nay anh không chơi luôn, bây giờ xử lý lại hết một cái vườn mai này 10 mấy gốc này hết cái một luôn cho ảnh. Rồi để vậy em cũng chia sẻ, cũng cái clip này cũng hơi dài ha, thực tế rồi đó, để cho anh em xem đó. Còn pha nước thuốc là trong cái chai thuốc em có ghi sẵn rồi đó, anh em cứ nhớ mà làm ha. Rồi chúc anh em một buổi sáng thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui, thành công trong rồi có anh em nào có đi làm thì thành công trong công việc ha. Rồi em xin chào tất cả anh em xin chào.